Kính chào quý vị, tôi là MC ảo của Đài Phát Thanh và Truyền hình Tây Ninh. Mở đầu bản tin điểm báo 11 giờ hôm nay mời quý vị cùng nghe những thông tin tổng hợp vừa được cập nhật. Những thông tin được đăng tải trên trang dinhdu.vn, vnexpress net vov.vn và nhân dân.vn. Thành phố Hồ Chí Minh phát hiện thêm 4 ca đậu mùa khí. Tối 8 tháng 10, Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh báo cáo nhanh tình hình và các hoạt động phòng chống dịch bệnh trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, trong đó đáng quan tâm là bệnh đậu mùa khỉ. Chỉ trong ngày 6 tháng 10, Thành phố Hồ Chí Minh phát hiện thêm 4 ca mắc mới đậu mùa khỉ. Như vậy tính đến nay tổng số ca mắc đậu mùa khỉ tại thành phố Hồ Chí Minh là 13 ca. Trong đó có một ca phát hiện tại Đài Loan vào tháng 7 năm 2023, 2 ca xâm nhập. Hiện tại các ca bệnh đậu mùa khỉ đang được cách ly, điều trị ổn định. Theo Sở Y tế, công tác giám sát phát hiện sớm và điều trị bệnh đậu mùa khỉ vẫn đang được ngành y tế thành phố Hồ Chí Minh tăng cường. Đà Nẵng nâng cao kỹ năng thoát nạn cho học sinh. Trong hai ngày 7 đến 8 tháng 10, đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an quận Hải Châu, Đà Nẵng tổ chức chương trình một ngày làm chiến sĩ Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho hàng trăm học sinh đến từ các trường tiểu học trên địa bàn quận. Các chiến sĩ Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã hướng dẫn học sinh nâng cao kỹ năng ứng phó quả hoạn, thực hành các đội hình chữa cháy với nhiều nội dung, thoát nạn từ trên cao, di chuyển thoát nạn trong môi trường có nhiều khói, không gian hạn chế, kỹ thuật sơ cứu ban đầu cho người bị nạn. Các em cũng được thực hành sử dụng bình chữa cháy xách tay để dập lửa, xử lý tình huống cháy nổ tại nhà. Hà Nội sẽ tuyển sinh lớp 10 theo phương thức thi tuyển năm học tới. Thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, năm học 2024-2025, thành phố sẽ triển khai tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập theo phương thức thi tuyển. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cũng sẽ chuẩn bị phương án tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông từ năm học 2025-2026 theo định hướng đánh giá năng lực, phù hợp với chương trình giáo dục phổ thông 2018. Sở sẽ tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số để hỗ trợ công tác tổ chức kỳ thi nhằm tạo thuận lợi cho học sinh. Đây cũng là một trong những giải pháp của ngành giáo dục Hà Nội nhằm hỗ trợ công tác quản lý minh bạch, khoa học thống nhất trên toàn thành phố. theo bản tin là phần tin thế giới. Thổ Nhĩ Kỳ tăng cường nỗ lực nhằm chấm dứt xung đột Israel Hamas. Tổng thống Recep Tayyip Erdogan ngày 8 tháng 10 tuyên bố Thổ Nhĩ Kỳ quyết tâm tăng cường các nỗ lực ngoại giao để chấm dứt cuộc xung đột Israel Palestine và xoa dịu tình trạng leo thang căng thẳng, song khẳng định giải pháp hai nhà nước là con đường duy nhất để đạt được nền hòa bình khu vực. Phát biểu tại Istanbul, Tổng thống Erdogan nhắc lại lời kêu gọi các bên liên quan tránh thực hiện những bước đi làm trầm trọng thêm cuộc xung đột, đồng thời cho rằng xung đột Israel-Palestine là gốc rễ của mọi vấn đề ở Trung Đông. Nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ nhận định, nền hòa bình lâu dài trong khu vực sẽ chỉ có thể trở thành hiện thực thông qua nỗ lực tìm kiếm giải pháp cuối cùng cho vấn đề Palestine-Israel. Theo ông, việc thành lập nhà nước Palestine độc lập theo đường biên giới năm 1967 với thủ đô là Jerusalem hiện là yêu cầu bắt buộc không thể bị trì quản. Giáo hoàng cầu nguyện cho hòa bình ở Israel và Palestine. Giáo hoàng Francis cầu nguyện cho hòa bình ở Israel và Palestine, đồng thời kêu gọi chấm dứt ngay lập tức bạo lực tại khu vực. Giáo hoàng Francis nói tôi theo dõi những gì đang xảy ra ở Israel với tâm trạng đầy lo lắng và đau buồn. Giáo hoàng ngày 8 tháng 10 nói trước các tín đồ tại quảng trường Sơ, Peter ở Vatican. Tôi muốn bày tỏ tình đoàn kết với thân nhân của các nạn nhân và cầu nguyện cho tất cả những ai đang phải trải qua giờ phút kinh hoàng, đau khổ xin hãy chấm dứt các cuộc tấn công và từ bỏ vũ khí, bởi khủng bố và chiến tranh không thể mang lại giải pháp mà chỉ gây ra chết chóc và đau thương cho những sinh mạng vô tội. Chiến tranh là thất bại, mọi cuộc chiến đều là thất bại. Chúng ta hãy cầu nguyện cho hòa bình ở Israel và Palestine. Mỹ đưa máy bay, tàu chiến đến sát Israel, ngày 8 tháng 10. Thông cáo của Lầu Năm Góc cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã chỉ thị di chuyển biên đội tác chiến tàu sân bay USS Zerrer, pho của Hải quân Mỹ đến phía đông địa Trung Hải, gần Israel hơn. Mỹ cũng tăng cường các phi đội máy bay chiến đấu F-35, F-15, F-16 và A-10 của không quân trong khu vực. Bộ trưởng Austin cho biết chính phủ Mỹ sẽ viện trợ khẩn cấp các nguồn lực bổ sung cho quân đội Israel, trong đó có đạn dược. Lô viện trợ đầu tiên sẽ lên đường trong hôm nay và đến Israel sau vài ngày nữa. Người đứng đầu lầu năm góc nói. Trước đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết đã điện đàm và nói rõ với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu rằng Mỹ sẵn sàng cung cấp mọi hỗ trợ cần thiết cho chính phủ và người dân Israel. Thưa quý vị, ghé thăm chợ cổ, du khách không chỉ được chiêm ngưỡng nét kiến trúc truyền thống bằng gạch đất nung, mái ngói bạc màu mà còn được ngược về tuổi thơ, với nhiều thức quà quê dân giả như chè, bánh gai, bánh dùng, bánh rán, nằm cạnh quốc lộ 37B của chợ Bể thuộc xã Giao Nhân, huyện Giao Thủy. Nam Định không chỉ là nơi giao lưu, buôn bán của người dân trong và ngoài địa bàn quyện mà còn trở thành điểm đến độc đáo thu hút đông đảo du khách thập phương tới trải nghiệm, hoài niệm và thưởng thức loạt món quà vặt tuổi thơ ngày thường chủ yếu vào buổi chiều chợ bể vẫn diễn ra các hoạt động buôn bán nhưng lượng khách và các mặt hàng được bày bán có phần khiêm tốn hơn chợ bể không chỉ là nơi giao thương của người dân ở các xã thị trấn trên địa bàn quyện giao thủy mà còn thu hút nhiều tiểu thương từ các quyện lân cận hay từ tỉnh thái bình sang buôn bán giống như nhiều khu chợ truyền thống khác ở miền bắc chợ bể cũng được bày bán các mặt hàng thiết yếu đa dạng để đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân trong vùng từ quần áo giày dép cho đến nông sản hải sản các sản phẩm đang lát thủ công vào những ngày chợ phiên người ta còn buôn bán cả động vật nuôi cây trồng còn giống các loại một điều khiến du khách cảm thấy ấn tượng khi đến chợ bể là nơi đây vẫn lưu giữ được lối kiến trúc truyền thống mang đậm nét cổ kính một mặt dù đã trải qua nhiều lần cải tạo nâng cấp chính trang tại khu chợ này ngoài các khu vực mới được dựng lên để đáp ứng nhu cầu buôn bán sầm phất của người dân thì vẫn còn tồn tại những gian chợ cổ kính từ xưa được xây bằng gạch đất nùng thủ công mái ngói bạc màu các gian hàng dãy chợ đều được phân chia thiết kế quy củ ngăn nắp khoa học trong đó khu vực các gian chợ cổ xưa cũ thì bày bán các mặt hàng truyền thống còn dễ nhà máy bằng bán quần áo giày dép thời trang vì là khu chợ giáp biển nên hàng ngày bà con thường chở về đầy ấp các mặt hàng thủy hải sản đa dạng để buôn bán tại đây thủy hải sản như tôm cá mực bề bề ốc được đánh bắt trong ngày nên đảm bảo tươi rói giá cả lại phải chăng nên rất được người địa phương và du khách ưa chuộng mua về chế biến thưởng thức không chỉ sở hữu nét cổ kính hoài niệm từ kiến trúc đến văn hóa giao thương bản địa chợ bể còn trở thành điểm đến độc lạ thu hút đông đảo du khách thập phương ghé thăm trải nghiệm loạt thức quà quê in đậm ký ức tuổi thơ ngoài các thức quà truyền thống gắn bó với bao thế hệ người dân địa phương ở chợ bể còn bày bán một số món ăn vặt mới phục vụ nhu cầu ăn uống trải nghiệm ẩm thực đa dạng của cả người lớn lẫn trẻ em Thưa quý thính giả, trong số hơn 7.000 sông băng ở Pakistan, sông băng Harper và Basu ở phía Bắc là hai địa danh du lịch đáng khám phá, đồng thời dễ tiếp cận hơn cả. Pakistan là đất nước có hơn 7.000 sông băng, nhiều hơn bất kỳ nơi nào khác trên trái đất, ngoại trừ các cực. Nhiệt độ toàn cầu tăng cao liên quan đến biến đổi khí hậu đang khiến các sông băng tan chảy nhanh chóng tạo ra hàng nghìn hồ băng. Có hai dòng sông băng ở Pakistan đáng để trải nghiệm gồm sông băng Harper, đen, ở thung lũng Harper và sông băng Basu trắng sông băng Hopper nằm ở thung lũng Niger, phía bắc đất nước này. Thung lũng Hopper là một phần dành làm thắng cảnh của thung lũng Niger ở miền bắc Pakistan, cách Niger Khas, thành phố chính của Niger khoảng 10 km. Các dòng sông bắt nguồn từ phía đông dãy Himalaya chủ yếu lấy nước từ các cơn mưa mùa hạ. Dòng chảy của chúng hoàn toàn có thể dồi dào thêm khi khí hậu nóng dần lên làm tăng độ ẩm của bầu khí quyển. Nhưng phần lớn nước của dòng sông ấn chảy về phía tây từ đỉnh Kangrinboke, lại đến từ tuyết và băng hà trên rặng Himalaya rặng Orom và rặng Hindu Kush, thung lũng hấp bơ đẹp như tranh vẽ bởi những dòng nước chảy xiết và sông băng kỳ thú. ở hạ nguồn, trong các bình nguyên của Pakistan và miền bắc Ấn Độ, hệ thống canh tác thủy lợi rộng lớn nhất thế giới phụ thuộc vào dòng sông ấn. Những dòng nước từ băng hà chảy vào con sông này là nguồn sống của khoảng 270 triệu người. ngoài sông băng đen, Pakistan còn có dòng sông băng màu trắng độc đáo mang tên Basu. càng lên cao, mấy mù càng bao phủ tạo nên khung cảnh mờ ảo, tiết trời rất lạnh theo các nghiên cứu khoa học, hầu hết dòng băng hà đều đang thu nhỏ dần. Ban đầu, nó sẽ làm tăng lưu lượng nước chảy vào sông Ấn. Nhưng nếu nhiệt độ tiếp tục tăng như dự báo, các dòng băng hà tiếp tục tan rã, thì sông Ấn sẽ đạt đỉnh nước vào năm 2050. Sau đó, lưu lượng dòng chảy sẽ giảm bớt. Hồi tháng 5 năm 2022, xuất hiện hiện tượng nước tan chảy đột ngột từ sông băng Basu làm hư hỏng một phần móng cây cầu trên đường cao tốc Karak Orom nổi tiếng của quốc gia này. Trong lịch sử, Pakistan còn phải hứng chịu một trận lũ lụt khi đợt nắng nóng quành hành ở Nam Á đã cuốn trôi và làm thiệt hại hơn chục ngôi nhà trong một ngôi làng gần đó. Quý vị thân mến, bản tin trợ lý ảo điểm báo trưa nay xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Hẹn gặp lại trong bản tin trợ lý ảo điểm báo lúc 18 giờ. Thân mến chào tạm biệt.